Hello, mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đam mê đồng hồ trên mọi miền Tổ quốc nha. Lời đầu tiên, chúng mình gửi lời chúc sức khỏe tất cả các bạn nha. Chúc tất cả các bạn một ngày mới an lành, vui khỏe và thành công. Thì hôm nay mình lên báo giá nhanh một số đồng hồ mới về hiện tại hiện có ở bên mình. Đến từ rất là nhiều các thương hiệu các bạn. Patek Philippe, Rolex, Omega, Longines, Bauer, Zenith, Harley Davidson, Gerard Paragou, Cartier, rất là nhiều các bạn. Ucin, Nạc Đin, Omega, rất là nhiều những thương hiệu hiện có mình có ở đây ha, kể cả T-Shot, Eberhard, rất là nhiều thương hiệu có, và có một chiếc rất là độc lạ là chiếc Palm, chiếc này cũng rất là độc lạ các bạn, chiếc Palm. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến tất cả các bạn ở đây ha, bạn nào cảm thấy hợp mắt thì mình giao lưu. Tất cả những đồng hồ mình bán ra mình đều bao quay đầu từ 10 đến 20% trên mọi sản phẩm nha, tùy thời gian sử dụng. Có những chiếc nào mà mình sale á, thì mình sẽ nói trước nha, là giống như là có nhiều chiếc là mình sale nhưng mà vẫn hỗ trợ lên đời các bạn ha. Còn tất cả những hàng ở những hộp mình bán ra mình đều bao quay đầu từ 10 đến 20%, đa số hàng trên 100 triệu tầm 10% thôi các bạn, vĩnh viễn bảo hành về máy từ một năm tới 5 năm các bạn ha. Thì hôm nay ngày hôm nay đầu tiên hôm nay mình sẽ lên một em đồng hồ cổ đi giới thiệu đến tất cả các bạn cho nó hoài cổ một tí ha, các bạn cùng với mình tham khảo ha. Đầu tiên ở đây mình giới thiệu các bạn một em OCD Lạc Đin. Em này rất đẹp các bạn. Đây, con này là với lại cơ chế của nó là trong cổ cho nên là nhìn cũng rất là hay. Vàng đúc 14K nguyên khối, niền khía, thân bông, size 34 năm này các bạn. Rất là đẹp luôn. Đây, xem ha. Mặt phên lụa các bạn nha, automatic 3 kim một lịch, con này sẽ 3-4 năm dòng cổ. Xem nè, đẹp của nó nè, đã chưa, automatic 3 kim một lịch ha. Mình sẽ cố gắng mở máy đây ra cho các bạn xem ha. Hôm nay mình về cũng rất là nhiều hàng, có cả Vetu nữa các bạn, Vetu nhẫn Mỹ, có cả nhẫn Westbourne nữa nha. Rất là độc đáo. Để chờ mình mở cái điện thoại cho các bạn xem ha. Cái đồng hồ này nó ấy vàng chóe đẳng cấp luôn các bạn. Đây, vàng đúc 14K gold các bạn nha, 14K gold. Chiếc này hôm nay mình giao lưu giá rất là mềm các bạn, chỉ 26 triệu thôi, 26 triệu Ucili Nadin này, rất là đẹp này các bạn ha, rất là đẹp, 26 triệu đẳng cấp luôn. Vàng khối niền bông mặt lụa thương hiệu số 8 thế giới mà, như nguyên bản, chịu dây khóa thì mình thay mới các bạn nha, chìa khóa thì mình thấy mới, còn lại là dư nguyên bản. Đây, 26 triệu các bạn ha. Tiếp theo hôm nay nữa, ở vị trí tiếp theo mình sẽ giới thiệu đến các bạn một em Longines Lab Ship, automatic 3 kim một lực thượng, con này là vàng đúc 18K nguyên khối, size 35, dư nguyên bản, khóa vàng làm thêm các bạn nha. Cái con thuyền này là được khắc thêm các bạn nha, con thuyền là được khắc thêm, giá cái này cũng rất là mềm nè. Chứ này mình giao lưu giá cực kỳ mềm mại cho các bạn luôn. Đây, máy răng cưa đặc trưng dòng lắp ship các bạn nha. 3408 cũng rất là nặng vàng, 4 trên 10. Chiếc này size 35 nha. Các bạn xem nè, con thuyền rất lớn, con thuyền là cắt thêm các bạn nha. Đó, cắt thêm chỉ cái nền vàng, cái nắp đáy phía sau người ta làm thêm, còn lại là riêng nguyên bản. Chiếc này mình giao lưu với lại quý cô chú anh chị và các bạn với giá chỉ 35 triệu nha. Bạn nào không lấy cái khóa vàng này trừ ra 2 triệu nè, khóa vàng này 35 triệu cho chiếc Longines này, rất là đẹp các bạn ha. Đó, hai em cổ hôm nay là chủ yếu là mình giới thiệu đến các bạn nè một ít hàng. Đó, ở vị trí số 3 tiếp theo rất là đặc biệt, mình giới thiệu với các bạn một em Zenith, Alice Zenith size 40, rồi chính xác 40 không. Size 40 đến 5 luôn các bạn. Size 40 đến 5, con này là siêu mỏng luôn các bạn nha. Con này full hộp sổ thẻ. Thẻ của nó còn nguyên cho mình để thẻ cho các bạn xem này. Đây nè. Hai cái thẻ của nó luôn. 2021 các bạn nha. Mua năm 2021. Đây. 2021. Số máy cũng đẹp ha. Đó.
Con này là đờ mi vàng hồng các bạn nha, đờ mi vàng hồng rất mỏng nè. Mắt vàng hồng là mắt đúc đặc các bạn nha, giống như mắt Rolex 6 số gì đó, đúc đặc luôn. Size rất là mỏng, bạn nào mà làm văn phòng thanh lịch thì đeo con này thôi khỏi chê luôn. Rất là đẹp các bạn, rất là đẹp. Con này rất là đẹp nè, đẳng cấp luôn các bạn nha. Đẹp đẳng cấp luôn. Mình giao lưu em này giá rất là mềm mại các bạn nha, 115 triệu cho em này. 115 triệu cho em Zenith này các bạn ha. Đó, đờ mi hồng, mắt đúc đặc nè. Đó, nhìn con Rolex 6 số sao là nó vậy các bạn, mới keng xe ben luôn. Con này 80kg đeo thoải mái các bạn ha. Đó. Full hộp sổ thẻ các bạn nha, 2021, hàng lướt, xài một hai lần thôi. Mắt này nó đúc đặc luôn các bạn nha, đúc đặc luôn. Đây. Automatic 3 kim và chỉ một lực đơn giản, mặt nâu sô cô la. Nâu sô cô la hôm nay mình về mình có hai con rồi các bạn. Chút xíu mình giới thiệu các bạn xem một em nâu sô cô la nữa, đặc biệt cực kỳ luôn các bạn ha. Đó. Đẳng cấp luôn. Chiếc này mình giao lưu với lại quý cô chú anh chị và tất cả các bạn với giá là 112 triệu các bạn nha. 112 triệu đi. Đó, giá rất là mềm. 112 triệu đi. Mình mua 101 rồi mình kiếm 2 triệu cà phê thôi. Đó. 2 triệu đó để bảo hành bảo dưỡng đó các bạn ha. 112 triệu. Đẳng cấp và đẹp luôn. Đây. Tiếp theo hôm nay mình sẽ giới thiệu đến lại quý cô chú anh chị và tất cả các bạn một em Omega công tơ xong mặt gương. Rất đẹp các bạn, automatic 3 kim một lịch. Đây nè, vàng đúc 18K nguyên khối, mặt số vàng luôn các bạn ha. Vàng đúc 18K nguyên khối, mặt số vàng luôn. Khóa zin lắc kê. Chiếc này rất là đẹp và độc đáo. Size 345 các bạn nha. Mặt gương. Con này mình sẽ mở máy cho các bạn xem cái máy của nó ha. Đây. Sáng bóng soi gương các bạn, đẹp cực kỳ luôn ha. Máy đẹp cỡ này mà. Đây. 4393. Cái này mình giao lưu với quý cô chú anh chị và tất cả các bạn với giá là 80 triệu ha. 80 triệu cho em Omega này. Mặt trắng gương rất đẹp các bạn ơi. Mặt vàng luôn các bạn nha. Cọc nâng cá mập giá 80 triệu các bạn nha. Mặt vàng luôn, nâng cá mập với giá là 80 triệu. Tiếp theo hôm nay mình giới thiệu bằng một em T-shirt World Time. Đó, T-shirt World Time. Vàng hồng đúc 18K nguyên khối với vòng size rất là to các bạn, size 43 rồi. Vàng hồng đúc 18K nguyên khối, size 43, T-shirt World Time các bạn nha, size 43 automatic, thể hiện 24 múi giờ của 24 thành phố lớn trên toàn thế giới. Bangkok nè, Sydney nè, New York nè, Tokyo nè, Mumbai nè, Jeju nè, gì quá trời luôn các bạn, Mexico, 24 thành phố các bạn nha. Đây. Đó. Mình lúc là một nấc là mình xem mình chỉnh cái giờ thế giới này. Đó. Automatic 3 kim một lực vàng hồng các bạn nha. Vàng hồng rất là đẹp. Đó. Con này là bản kỷ niệm nha. Đó. AO 750. Phiên bản giới hạn 160 năm nhà Rolex nha. Đó. Chiếc này là chỉ có 999 chiếc các bạn, mà chiếc này chiếc số 028 các bạn nha. Mãi phát tài luôn. Chiếc số 28. Cái này mình giao lưu với lại quý cô chú anh chị nữa các bạn với giá là 75 triệu nha. 75 triệu cho em T-shirt mà to bự nè, vàng hồng nè. Đó. Size 43 luôn các bạn, vàng hồng nguyên khối luôn. 75 triệu giá rất là mềm các bạn ha. Khóa lắc kê các bạn nha, đời mới nó làm khóa lắc kê. Đây. Chim ngựa vẻ đẹp của nó nha, cực kỳ luôn. Con này bạn nào to tay trên 70kg đeo rất là đẹp các bạn, trên 70kg đeo rất là đẹp luôn. Mình giao lưu với giá là 70
75 triệu các bạn nha, 75 triệu cho em tít sốt này. Thì tiếp theo hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một em cổ nữa, con này cũng rất là độc các bạn nha. Giới thiệu các bạn một em Omega công tê là xong bát quái càng gãy vàng đúc 18k cả mặt số vàng, răng cá mập rất hiếm nè các bạn, mặt số vàng răng cá mập luôn rất là hiếm nè, đẳng cấp luôn. Xem ha. Đó. Đây. Size 345 các bạn nha. Mặt số vàng luôn, khóa zin, lắc kê. Đây, các bạn xem nha. Đẹp chưa? Máy lúc nào cũng sáng bóng soi gương các bạn, 5 số 1 nè. Máy vàng hồng đỏ ché luôn các bạn nha. Đó. Độ đẹp của nó là khỏi bàn luôn ha. 14902 đúng đời của đang có mập các bạn ha. Đó. Đây. Chiếc này mình giao lưu với lại quý cô chú anh chị và các bạn với giá là 110 triệu các bạn nha. 110 triệu cho em Omega răng cá mập này. Rất hiếm các bạn ơi, bản thường thường giờ nó cũng giá đó rồi. Cái này là răng cá mập nha. Đó. 110 triệu cho em này các bạn nha. Giá rất là mềm. Cực kỳ ha. Chuẩn hãng luôn. À, hôm nay điều rất là đặc biệt, mình giới thiệu đến các bạn một em ba trắc Philip 5396 R size 39 vàng hồng đúc 18k nguyên khối. Nhìn có hoa thị là biết đẳng cấp nào ở đâu rồi các bạn ha. Đó. Thì cái dòng 5396 này với con này sản xuất khoảng năm 2006 hay 2008 các bạn nha. Đó, xài máy 324. Đó. Rất là đẳng cấp với 34 UL. Đây. Ngày tháng thứ chân sao thể hiện full chức năng trên một chiếc ba chắc Philips này. Đó, bộ máy tự động in-house do rất là do ba chắc làm ra ha. Búa vàng 21k. Đó. Với lại 347 chi tiết các bạn nha. Thì những đồng hồ thì được làm thủ công từ 347 chi tiết lắp ráp vào. Những chiếc đồng hồ thường các bạn đeo thường tầm khoảng chừng 220 tới 250 chi tiết các bạn nha. Càng những chiếc đồng hồ nó càng có giá trị khi những cái chi tiết của nó càng nhiều các bạn. Nó càng nhiều thì cái độ giá trị của nó tăng rất là cao. Chiếc ba chắc Philips này với lại 347 cái bộ phận lắp ghép vào với nhau tạo nên một chiếc siêu phẩm như thế này các bạn ha. Đó. Rất là độc đáo nè. Chữ cốt là 50 giờ các bạn nha. Dòng này chữ cốt 50 giờ. Cực kỳ đẳng cấp luôn các bạn ha. Đó. Đây. Size 39 thì rất là vừa tay các bạn, vàng hồng. Đó. Con này chỉ còn cái đồng hồ thôi. Đó. Còn bạn nào mà cấp giấy thì phải qua Singapore mới cấp lại được. Ngày tháng thứ chân sao chạy cực kỳ ổn định luôn, dòng ba trắc Philips. Đó, automatic, búa vàng, khóa đôi, dây zin các bạn nha. Khóa đôi hoa thị đẳng cấp luôn, đặc trưng. Chiếc này mình giao lưu với giá là 800 triệu các bạn nha. 800 triệu cho ba trắc này. Đó, rất là đẹp này các bạn. Cực kỳ luôn. Em này nhìn ngoài đời chịu không nổi luôn các bạn nha, rất là đẹp. Giá hãng thì phải nói rồi là cao rồi, 800 triệu thì nếu mà mình mua cũ thì nói chung là tầm cỡ 60% giá hãng thôi các bạn. Đó, nhưng mà em này nhìn như là mới các bạn nha, nhìn rất là như là mới. À, thì có nhiều bạn thắc mắc nói mình là lý do tại sao không có đeo bao tay vô, cầm đồ lớn tiền mà cứ để tay trần. Cái mục tiêu của mình là cái này là thú vui các bạn nha. Cứ vui mình mua về để nó phục vụ cho mình chứ mình không phục vụ cho nó nha. Đấy. Nâng niu thì mình cầm tay mình cũng giống như bao tay, không có gì khác nhau các bạn. Mình thì bình dân lắm, không có gì hết. Chắc quý cô chú anh chị hay các bạn nào đã từng đến giao lưu với mình thì biết bình dân thôi các bạn, không có gì phải nâng niu hay là quan trọng hóa vấn đề đó. Mình không quan trọng hóa vấn đề. Cái hộp đồng hồ của mình nào như đây mình xách tới xách lui chỗ nào cũng xách đi
À, quý cô chú anh chị nào tới cũng cứ xem bình thường có gì hết trơn á. Mua cái 10 triệu xem cái 600 triệu cũng bình thường, đeo lên tay thử trải nghiệm. À, coi hàng thật hàng giả thế nào bình thường, chứ mình không có giấu giếm hay là ích kỷ, mình bình dân các bạn ơi. À, chứ không phải đặt nặng vấn đề. Ôi cái này nó mắc tiền lắm anh nghe này, kia này không có. Riêng mình là không có vấn đề đó. Rồi chiếc này mình giao lưu với giá là 800 triệu nha, 5396R. À, vàng khối 18K vàng hồng, zin chuẩn hãng luôn các bạn nha. Zin chuẩn hãng luôn, cực kỳ đẹp và đẳng cấp nè. À, trăng sao ngày tháng thứ, một em ba chắc mà full chức năng này. À, giá hơn 30.000 chút là chơi ok rồi các bạn ha. À, và tiếp theo hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một em Eberhard. Con này rất là nặng vàng, con này các bạn nhìn logo thấy giống cái gì không? Đó. Các bạn nhìn logo thấy nó giống gì không? Giống một cái logo của xe Audi các bạn ha. À, bạn nào đi xe Audi cũng đừng nên bỏ qua chiếc này nè, Eberhard Chrono 4. Đó. Bộ kim nè, đọc không? 7 kim sắp rất là độc đáo các bạn ha. Chrono đáp, 7 kim một lịch. Giống như bản đồng hồ trên một chiếc xe hơi các bạn ha. Chrono đáp 7 kim một lịch, con này cái siêu còn nguyên luôn nè, còn mới lắm các bạn ơi. Đó. Với vòng size của nó là size 40 các bạn nha, khóa vàng luôn, dây da thì mình thay thôi chứ còn zin nguyên bản hết, vàng hồng automatic 7 kim một lịch các bạn, 7 kim một lịch rất là to. Con này bạn núng cổ chai luôn các bạn nha, chống nước thoải mái luôn. À, núng cổ chai thì mình bạn định chỉnh cái giờ cho nó đi vô khác nha. Đây nhìn đẹp các bạn, đẳng cấp ha, 7 kim luôn, em và hát này nhìn đã chưa. Đó, vàng hồng nguyên khối 18K. Con này mình giao lưu với lại quý cô chú anh chị và các bạn với giá là 105 triệu nha, 105 triệu cho em này. Mình nghĩ giá rất là mềm các bạn, 105 triệu này, vàng nặng cực kỳ luôn, to bự nặng đó. Bạn nào mà kiểu hầm hố một tí đeo con này rất là đã nè, nhìn rất là hay các bạn, đặc biệt nữa, độc đáo nữa. 105 triệu cho em hai bài hát này các bạn nha. Đây mình nghĩ rất là đáng chơi em này nè, đồ độc đáo có nè. À, cái logo giống như bản đồng hồ trên một chiếc xe các bạn. À, chiếc xe hơi Audi. Rồi, hôm nay giới thiệu tiếp theo đến các bạn một em Rolex 116234, con này series D. Series D sản xuất khoảng 2005 2006 các bạn nha. À, mặt xanh rất đẹp các bạn, mặt xanh. Xoàng lớn, niền xoàng thiên nhiên. Dây tăng vẫn rất là khỏe. Đó, 10 mắt rưỡi ha. 80 kg đeo ok, xoàng lớn luôn. Chiếc này mình giao lưu với lại quý cô chú chị và các bạn với giá là 172 triệu các bạn nha. 172 triệu, giá rất là đã mềm nè. À, 172 triệu cho em Rolex này. Mặt xoàng niền xoàng các bạn nha. Đó, niền xoàng kim cương thiên nhiên 2 ly. Rất đẹp các bạn. Cái này chắc tầm ly 9 không tới 2 ly đâu. Ly 9 thôi. À. Con này chỉ còn mỗi đồng hồ như thế này các bạn nha. Còn mỗi đồng hồ như thế này thôi. Đó. Automatic 3 kim một lịch. Con này xài máy 3135 như các dòng khác. Đây, để mình hãy cố gắng mình mở cho các bạn xem ha. 3135. Nay về nhiều hàng quá. À, ráng báo giá hết cho các bạn hôm nay ha. Đó. Đây. Cấp không? Sáng bóng soi gương luôn các bạn ha. 3135. Con này dây tóc xanh luôn nữa các bạn. À, kháng từ luôn. Với 172 triệu các bạn đã được sở hữu một em Rolex mặt số xoàng liền xoàng thiên nhiên các bạn, 6 số 116234 các bạn nha, sản xuất khoảng 2006 các bạn nha. À, đây mặt xanh rất đẹp nha các bạn nha, biết sao tự nhiên hôm nay quay cái mặt xanh nó không có lên màu xanh, nó lên màu xanh xanh đen đen buổi sáng. Mình giới thiệu đến vào một em
vàng hồng, một cái đồng hồ chắc cũng rất ít ít bạn biết đến nó. Mình mua mình cũng không biết hiệu gì, nhưng mà khi tìm hiểu thì nó hay quá nên cuối cùng là mình mua. Rất là nặng vàng các bạn, cân lên 2,5 kg chưa bỏ máy các bạn nha. À, chiếc đồng hồ BAM, một cái thương hiệu đến từ Thụy Sĩ, à, rất là mới mẻ phải không bạn. BAM là một công ty chế tác kim hoàn độc lập các bạn nha, à, cũng rất là nổi tiếng toàn thế giới. À, một công ty chế tác hoàn toàn thủ công từ vàng và kim cương, à, trên toàn thế giới. Thì chiếc đồng hồ này cũng rất hiếm hoi được công ty chế tác ra, chronograph 6 kim một lịch các bạn nha. Mặt số xà cừ xoan, mặt số xà cừ xoan luôn các bạn. Đây, đây các bạn xem nè, đó, xà cừ xoan mặt số vàng các bạn nha. Nó đều là solid gold trên mặt số luôn. Đó, bạn xem xà cừ này rất đẹp này, size to 40 luôn các bạn. Cái mình đo chính xác coi nó 40 không. Size 39 các bạn ơi. Size 39, size như là Omega Speedmaster vậy đó. Đó, thiết kế giống như kiểu Rolex Daytona vậy các bạn. Đó, lên tay rất là to, đẹp, nặng cực kỳ luôn, vàng hồng các bạn nha. Vàng hồng nguyên khối, nặng chịu tay luôn á. Đó. Mình giao lưu em này với giá là 95 triệu các bạn nha. 95 triệu cho em này các bạn xem nè. Đó, mặt số ở giữa nó bằng vàng đó các bạn, nhìn đã không? Còn xung quanh là xà cừ các bạn ha. Xung quanh là xà cừ. 6 kim một lịch automatic các bạn ha. Đây. Chiếc này mình giao lưu với giá là 95 triệu các bạn nha, 95 triệu cho em này. À, con này đi mưa nhẹ rửa tay ok các bạn ha, không có dành cho đi bơi. À, đây, kim dây bên này ha, kim này kim chronograph, kim dây của chronograph các bạn nha. À, cực kỳ đã ha. Chiếc này mình giao lưu với là quý cô chú anh chị và các bạn với giá là 95 triệu nha, giá rất là mềm, dây khóa thì mình thay mới rồi, 95 triệu. Ở đây hôm nay bên này mình có một chiếc BMW Gary. À, con này với vòng size của nó đây coi. Size của nó là size 41 các bạn. Size 41 nha, automatic. À, duy nguyên bản luôn, lộ đáy. Đây, rất là đẹp. Và nó làm theo kiểu một cái nét bạc các bạn ha. Rất là đẹp nè. Chiếc này mình giao lưu với giá là 30 triệu các bạn nha, 30 triệu cho em BMW Gary này. 3 kim 1 lịch, size 41 rất là to đẹp. À, duy nguyên bản luôn. À, dây còn 80 kg đeo rất là ok các bạn ha. Mình giao lưu với giá là 30 triệu các bạn nha, 30 triệu. Đây. Cái kính nó cong theo cũng rất là đẹp nè các bạn. À, đã không? Con này size to nha. Bạn nào lên tay rất là ok nè. Size to, bự đẹp luôn. BMW Gary các bạn ha. Rồi. Mình giao lưu hôm nay với giá là 30 triệu các bạn nha. Đó. Hôm nay tiếp tục mình giới thiệu các bạn một em Zenith size 42 vàng hồng lúc 18 cao nguyên khối size 30 size 42 vàng hồng. Chronograph 6 kim một lịch rất là nặng vàng các bạn. À, Captain, à, dòng Captain các bạn nha. Con này là limited. 250 chiếc trên toàn thế giới, chiếc này chiếc số 104 các bạn nha, Captain. Đó, bản limited các bạn nha. AU750 size 42 rất đẹp nè. Các bạn xem nè. Đó. Mặt số của nó đẹp chưa? Mặt số sần đẹp chưa? Nhìn đã cực kỳ luôn các bạn. Đó, chronograph 6 kim. 6 kim một lịch các bạn nha. Đây. 36.000 dao động các bạn nha. Đó. Đẹp ha các bạn ha. Mặt số sần nhìn đã chưa nè. Đó, duy nguyên bản hết luôn các bạn. Dây mình thay mới thôi. Khóa cũng zin luôn, khóa vàng luôn các bạn ha. Chiếc Zenith này mình giao lưu với lại quý cô chú anh chị và các bạn với giá là 175 triệu nha. Giá rất mềm các bạn nha. Con này giá rất là mềm nè. Tại vì hiện tại tại vì mình nhập mà nó được mềm á. Cái con trước hồi xưa của mình á, mình có một con như thế này không limited luôn các bạn. Bản không limited. À, mà mình đã giao lưu với giá là 190 triệu rồi các bạn nha. Chiếc này mình nhập mềm. À, mình kiếm vài triệu cà phê thôi. Mình giao lưu với các bạn. Đó. Cái anh đó ảnh mê rồi rất vàng khối. Con đó anh mua gần cả tỷ, anh không đủ tiền cho nên anh phải bán con này cho mình trong nuối tiếc các bạn nha. Đó, anh nghe coi clip này lại cho anh vẫn còn tiếc lắm nè. Đó các bạn ha, bán con này trong nuối tiếc cho mình. Đó,
175 triệu các bạn ha, một em Zenith vàng hồng 18k nguyên khối size 42. À, caption automatic. Zenith thì xài máy in-house của hãng rồi các bạn ha. Đó, gắn limited. Mã số này. Đó, rất đẹp. 175 triệu là sở hữu em Zenith thì các bạn nha. Tiếp theo ngày hôm nay giới thiệu đến các bạn một em Omega rất là độc đáo và đặc biệt. Em Omega Delvin Casio. À, con này có ghi GMT luôn các bạn nha. Đó. 24 giờ nè. Đây. À, con này là 24 giờ chứ. 14. Hai bốn giờ các bạn. GMT luôn, 24 giờ. Đó, máy Casio. Con này còn thẻ luôn các bạn nha. Con này là còn thẻ luôn. Đây. 2628 à, KB2628. Con này còn tới 3 cái thẻ luôn các bạn nha. 3 cái thẻ là không có hộp, automatic 3 kim 1 lịch. À, kim dây được nung xanh. Rất là đẹp các bạn ha, đẳng cấp luôn. Đó, coi được 2 múi giờ luôn các bạn nha. Vàng hồng đúc 18k mình khối, mình có 2 múi giờ cũng đơn giản thôi các bạn, không có gì khó hết trơn á. Đây nè. Ví dụ bây giờ mình chỉnh cái kim đỏ nè, bây giờ giờ của Việt Nam ha. Giờ Việt Nam là bây giờ là coi như là 8 giờ mấy đi. 8 giờ 15 đi, mình chỉnh 8 giờ 15 cho các bạn xem ha. Đây. Đây nè, cái kim đỏ 8 giờ, 8 giờ 15 nè, 8 giờ 20 đi. Rồi, mình có múi giờ bên Mỹ là 7 tiếng nữa ha. 8 là 1 giờ nè, đó. Thấy không? 1 giờ 20 nè. Là được 2 múi giờ nè. Đúng không các bạn? Rõ ràng không? Đó, size 39 nha. Vàng hồng đúc 18k nguyên khối GMT. Này vàng hồng các bạn nha, đừng so sánh với mấy em vàng vàng. Chiếc này có thẻ luôn nha, 3 thẻ. Đây, thẻ của nó đây các bạn. Thẻ đây. Đây các bạn ha. Đây nè. 2013 nè, năm mua nè. Đó, 3 thẻ luôn các bạn ha. Thẻ máy nè, thẻ năm mua nè, thẻ series nè. Chiếc này mình giao lưu với lại quý cô chú anh chị và các bạn với giá là 148 triệu các bạn nha. 148 triệu cho em Omega. À, Delvin Casio vàng hồng này. Đẳng cấp luôn các bạn ha. Vàng hồng lên tay khỏi nói rồi. Quá đôi luôn. Đó. Các bạn xem độ đẹp của nó nè. Cực kỳ luôn. 148 triệu các bạn ha. Rồi hôm nay nữa cũng rất đặc biệt, mình giới thiệu tiếp theo đến các bạn một em Bovet 1882. Con này mặc sô cô la cũng vàng hồng đúc 18k nguyên khối. Bovet thì nói đến Bovet thì khỏi nói rồi các bạn ha. Độ chế tác của nó đứng đầu thế giới về công nghệ thủ công. Đó. Chiếc đồng hồ cũng làm hoàn toàn bằng tay các bạn nha, không có được can thiệp bằng máy, làm thủ công hoàn toàn. Bảo vệ automatic 3 kim và 1 lịch, thiết kế đặc trưng của bảo vệ này các bạn nha, nhìn vô này độc quyền luôn. Đó, núm nằm ở trên này và ha. Đó, rút ra và mình chỉnh. Đó, thấy không? Rút một nốt ra, chỉnh lịch. Đó. Núm được đứng được viên sapphire xanh các bạn nha. Mặt nâu sô-cô-la rất đẹp, vàng hồng size 42. Con này rất là đẳng cấp này các bạn. Đó. Cực kỳ đẹp luôn các bạn ha. Chiếc này mình giao lưu với quý cô chú anh chị với các bạn với giá là 260 triệu nha. Xét về, nếu xét về đứng đầu thế giới là nó các bạn nha. À, về độ chế tác thủ công, nói chung về có rất là nhiều những cái bảng xếp hạng, không phải cái bảng xếp hạng nào cũng theo một tiêu chí là cái đồng hồ phải đứng đầu các bạn. Chiếc đồng hồ đứng đầu thế giới về độ mắc nhất là Grab. Chiếc đồng hồ ba chắc Philips này cũng xếp số 1 thế giới và nó xếp về cái độ hoàn thiện, xếp về cái thương hiệu. Còn cái này là xếp đứng số 1 thế giới, xếp về cái độ chế tác các bạn. Rồi Rolex nhiều khi cũng đứng một thế giới đó, xếp về cái gì, xếp về độ ưa chuộng của toàn cầu và cái độ bán ra đó. Còn những cái con này một năm nó chỉ sản xuất có 3.000 chiếc các bạn, một năm chỉ có 3.000 chiếc trên thế giới thôi đó, nó giới hạn cái số lượng cho nên là nếu xếp về doanh thu thì nó không bằng mấy con kia đó, cho nên là người ta có nhiều cái bảng xếp hạng đó theo từng cấp độ các bạn, cho nên là
các bạn nhiều có thể là có nhiều quý cô chú anh chị và các bạn thắc mắc là tại sao cái con ba chắc bạn nói là số 1 và bây giờ cái con này bạn vẫn nói là số 1, vậy thì ai là số 2? Thì mình giải thích cho bạn hiểu ha. Con này xét về thương hiệu nó là số 1, nhưng xét về độ hoàn thiện thủ công thì con này lại hơn các bạn ha. Nhưng xét về khía cạnh chiếc đồng hồ đắt nhất thì một thương hiệu khác đó, giống như chiếc Grab, thương hiệu Grab hôm nọ mình bán đó các bạn ha. Xét về doanh số, doanh thu, độ ưa chuộng như thị trường thì lại thằng Rolex lại đứng đầu đó. Mỗi một con có một phân khúc và một cái thế mạnh riêng các bạn nha, chứ không phải là cái gì hết á. Em bao vẹt này mình giao lưu với lại quý cô chú anh chị và các bạn với giá là 260 triệu nha, 260 triệu chiếc em này. Hồi xưa mình có một chiếc vàng trắng mặt xanh các bạn, mình cũng bán cơ 250 triệu rồi thì phải á, của cái kênh cũ mà mình bị báo mất đó các bạn. Thật là uổng khi cái kênh đó của mình mất thì bao nhiêu hình ảnh tư liệu và những cái bài chia sẻ của mình trên đó rất là nhiều, nó mất đi cũng rất là uổng, thực sự là rất là tiếc các bạn, nhưng mà không thể nào lấy lại được. Không biết bạn nào chơi ác thì báo cáo với kênh đó, mình có một bài mình sơ ý mình viết cái tiêu đề Omega 1 tỷ xài vài lần còn 400 vậy mà bay màu cái kênh. Thì tiếp theo ở đây mình có một em Rolex 116233 Serie D sản xuất 2006, đờ mi vàng vàng, mặt vi tính vàng, niền xoàn thiên nhiên. Chiếc này tình trạng chỉ còn như thế này thôi các bạn nha, chỉ còn như thế này thôi, size 36. Rất là đẹp các bạn. 22 mắt dây các bạn ha. 22 mắt dây đủ cho bạn nào 80kg đổ về đeo rất là ok ha. Mình giao lưu với lại quý cô chú anh chị và các bạn em Rolex này với giá là 205 triệu các bạn nha, 205 triệu. Cả niền xoàn như thế này luôn, 205 triệu các bạn ha, giá rất là mềm mại. Con này còn rất đẹp các bạn ơi, viên nguyên bản luôn, chưa qua spa xử lý gì hết trơn á. Có cả niền xoàn như thế này luôn, 205 triệu các bạn nha. Ở đây tiếp tục mình giới thiệu với các bạn một em Rolex 116231, cũng có cả niền xoàn luôn, mặt số xoàn này. Con này là đờ mi vàng hồng các bạn nha, con này đờ mi vàng hồng đó. Con này cũng sản xuất 206 luôn các bạn nha, 206 luôn. Con này mình giao lưu với lại quý cô chú anh chị với các bạn với giá là 225 triệu nha, 225 triệu là hai niền, còn cả cái niền zin nữa các bạn, không lấy cái niền này là trừ ra 25 triệu nha, còn 200 đó. Rất là đẹp các bạn ha, rất đẹp và đẳng cấp. Đây, mặt số xoàn các bạn ha, đờ mi vàng hồng. Tiếp theo ở đây mình có một em Euro leo núi, size 42, 216570. Con này đét rất là cao các bạn, xe đi loạn luôn các bạn ha, rất là cao. Con này tầm 27-28 các bạn nha, 216570 mà. Đây, dây rugby thay mới nha, khóa zin các bạn nha. Khóa zin các bạn ha. Đây, đẳng cấp luôn, 4 kim GMT Air Pro 2. Đó, dòng leo núi các bạn. Automatic 4 kim. Đây, xem nha. Chrono Rap, để mình sẽ mở mấy cái máy Euro này cho các bạn xem nha. Còn nó khác của những cái con kia như thế nào. Những dòng leo núi này thì đẳng cấp rồi các bạn, không cần phải chê rồi, được kiểm định bởi Rolex rồi. Cái đấy nó còn không 2080 nữa mà 2100 được các bạn nha. Đây, máy đẳng cấp luôn, 3187 các bạn nha, đét rất là cao. 3186 là cái đời thấp hơn các bạn nha. 3187 luôn rồi. Đây, dây tóc xanh. Các bạn chiêm ngưỡng nha, nhìn cho nó kỹ đi, mốt mình có đi những chỗ khác mình mua á, hay là những cái khi mình giao lưu mình nhìn đồ á mình dễ nhận biết các bạn, dễ nhận biết. Tôi cũng biết cái này thật cái này giả nè, đó cái này nó như thế nào là thật như thế nào là giả nè, cũng dễ biết lắm các bạn đó, chứ không phải là khó biết lắm đâu. Cho nên là mình có chút kinh nghiệm là mình biết thôi, đồ thật nó, đồ hoàn thiện nó rất là cao các bạn xem nè, từ niền đến mọi thứ. Chứ bạn nói đeo đồ giả cũng giống đồ thật
chỉ cần các bạn giàu, các bạn đeo đồ đồ dễ dãi, tao nói thật xin thưa các bạn, đó là những cái suy nghĩ của người chưa giàu, những cái người chưa trải qua đồ hiệu, đó là mình nói thật luôn á, là của người chưa từng đeo lên trên tay chiếc đồng hồ đẳng cấp. Nếu các bạn đeo chiếc đồng hồ đẳng cấp hay các bạn từng nhìn thấy, các bạn từng sở hữu, bảo đảm các bạn không bao giờ dám nói một cái câu đó. Mình dám dám bảo đảm với các bạn luôn, cái đồ hàng thì nó khác xa nhiều chứ bạn, làm sao mà giả mà giống thật được, không bao giờ giả giống thật được, 100% khác luôn các bạn, từ chất liệu cho tới mà máy móc cho tới độ hoàn thiện, xa lắm các bạn, xa vời vợi luôn, không thể nào mà giống nhau được. Giống như các bạn nói, có nhiều bạn đó là các bạn chưa am hiểu về đồng hồ, không phải am hiểu, chưa từng mua, chưa từng trải luôn, chưa từng nhìn thấy, đó là mình nói thật sự thật. Đôi khi là mất lòng, có thể là có nhiều bạn lên đây không thích ý kiến này, nhưng đó là sự thật các bạn. Các bạn thử trải nghiệm xem, mình không kêu các bạn mua của mình, các bạn có thử trải nghiệm xem, các bạn thử mặc bộ đồ hiệu trên người đi, không cái đó mình nói thật nha, bộ đồ của kêu bằng cái gì đồ Sida các bạn, kêu bằng cái đồ gì quên rồi, mình nói quên, thay mua các bạn, kêu bằng cái đồ gì nói từ Sida nó nghe nó ghê quá, cái đồ gì đó, các bạn mua đồ đó đi, các bạn mặc đi, rồi các bạn mua những cái đồ của Việt Nam để làm Hồng Kông nó làm đi, không gì các bạn mặc được. Kể cả quần áo giày dép luôn các bạn phải mua cái đồ kia nữa, nó khác lắm bạn, khác rất là nhiều, cho dù là đồ cũ nó vẫn khác ha các bạn ha, chứ không thể nào mà giống nhau được. Đồng hồ cũng vậy các bạn nha, các bạn có nhiều bạn nói Rolex nó giả nhiều lắm, thì mình đeo lên chỉ cần mình giàu có, mình đeo đồ giả ai cũng nói là mình đeo đồ thiệt, không có đâu các bạn, sai lầm đó các bạn, cái đó là điều sai lầm cực kỳ luôn, cái đó mình xin lỗi nha, cái đó không phải là mình phân biệt hay gì ba gì, mình nhấn định luôn câu nói đó là câu nói của những bạn chưa giàu, chứ không phải là như thế nào hết, chưa từng trải qua, chưa từng sở hữu cho nên mới dám phát biểu câu đó. Còn những người đã có tiền, đã tinh tế, có những cái đôi mắt tinh tế, có những cái trải nghiệm, người ta không bao giờ dám nói câu đó, không bao giờ dám nói luôn các bạn đó, chứ đừng có nói mà nói, chứ mà đừng nói mà đeo. Rồi mình giao lưu em này với giá rất là mềm các bạn, 198 triệu, giá rất là mềm cho con này nè các bạn nha, mềm cực kỳ luôn. Hồi xưa mình có một con này mình bán 260 triệu, chắc chắn các bạn sẽ thấy bất ngờ giá của em này, rất là đẹp, Apro leo núi 216570 các bạn nha, Death 27218 nè, con này mình giao lưu với giá 198 triệu các bạn nha, 198 triệu cho em này, rất là đẹp các bạn ha, cực kỳ đẳng cấp luôn. GMT lo giờ nói chuyện nhiều quá không có thời gian giới thiệu đồng hồ đến các bạn luôn. Tiếp theo hôm nay mình giới thiệu đến các bạn một em Harry Wilson vàng hồng đúc 18k nguyên khối, con này rất đẹp này các bạn, size 37 luôn các bạn ơi, size 37 luôn nè các bạn xem nè, automatic nha, 3 kim 1 2 3 4 kim, một lịch cái kim dây nè, xuống đây nè, nhảy lên kia đó các bạn thấy không, đọc không đó, kim dây đó, một lịch là 4 kim nè, ngày nè, thứ nè, giờ phút và giây nè, bạn xem kim dây nè, nó chạy nè, đẹp chưa, đẳng cấp luôn các bạn ha. Đây automatic size 37 nha, khóa đôi vàng đúc, niền được đính kim cương thiên nhiên, 2.5 ly luôn các bạn, to bự đẹp cực kỳ luôn đó, các bạn xem kim dây nó chạy nè, đây nha, thân trên đính kim cương thiên nhiên cực kỳ đẹp luôn, con này đẳng cấp và độc luôn các bạn đó, thấy không, cực kỳ đẹp và đẳng cấp luôn ha. Đây automatic này các bạn, 33 UL nha các bạn nha, Harry Wilson khóa đôi vàng đúc luôn, chiếc này mình giao lưu với lại quý cô chú anh chị và các bạn với giá là 268 triệu các bạn nha, cái này là lịch chỉnh thứ này các bạn nè, đó thứ 6 đây, ngày ở dưới các bạn ha, chiếc này rất là độc đáo các bạn, đến full kim cương thiên nhiên luôn, chiếc này mình giao lưu với giá là 268 triệu các bạn nha, 268 triệu. Đây tiếp theo hôm nay mình giới thiệu các bạn một em Patrick Philippe 5145 các bạn nha, 5145 con này 5134 chứ, đúng rồi, 5134 vàng trắng 18k nguyên khối, con này là
Travel Time. Con này là hai múi giờ các bạn nha. Đây nè, nút chỉnh hai múi giờ nè. Cơ chế con này là cót tay 5 kim. Đẳng cấp ha các bạn ha. Cực kỳ đẳng cấp luôn. Đó, con này sản xuất khoảng năm 2008 các bạn nha. Vàng trắng 18K khối size 38. Đó. Khóa đôi Hoa Thị luôn nha các bạn nha. Khóa đôi vàng trắng của bài chất Philip Hoa Thị. Đây. Xem nè. Đẳng cấp chưa? Kính sapphire trên dưới nha các bạn nha. Lỗ đáy. Chiếc A3 chắc Philip này mình giao với lại quý cô chú anh chị và tất cả các bạn với giá là 368 triệu các bạn nha. 368 triệu cho chiếc A3 chắc Philip này. Đó. Rất là đẹp các bạn ha. Đây. Năm 134 các bạn ha. Rất là đẹp. Vàng trắng. G, white gold. Mặt số 2 lòng này các bạn xem nè. Đó, nhìn nó thiết kế rất là hay. Size 38 lên tay rất là đẹp các bạn. Lên tay cực kỳ đẳng cấp luôn. Đây. Mình giao luôn này với giá là 368 triệu các bạn nha. 368 triệu cho em bài chắc Philip này. Cực kỳ đẹp các bạn ha. Đẹp, đẳng cấp nữa. Thì tiếp theo hôm nay mình giới thiệu đến là quý cô chú anh chị và các bạn một em Omega công tê là xong bát quái bậc thang size 30-35, mặt số bậc thang zin nguyên bản rất hiếm nha các bạn. Thời điểm hiện tại một chiếc bậc thang zin là khó kiếm lắm, full cả dây vỏ luôn các bạn nha, full cả dây vỏ vàng luôn. Đây, chiếc này mình giới thiệu cũng clip trước cũng có giới thiệu rồi nên giới thiệu sơ qua lại thôi. Chiếc này mình giao luôn với giá là 268 triệu các bạn nha. 268 triệu cho em Omega này. Đẹp cực kỳ đúng các bạn ha. Rất là đáng để sưu tầm đó các bạn. Đó. Đã chưa? Cực kỳ đẳng cấp luôn các bạn ha. Đây. Mình zoom cận cảnh cho bạn xem nè. Bậc thang của nó nè. Đã chưa? Hai trăm sáu mươi tám triệu các bạn nha. Ở đây mình có một em Rolex năm số, ở đây năm số mình có hai em, một con đang đeo và một con mặt xanh như thế này, sòn nhỏ. Con này mình giao lưu với giá là 110 triệu ha. Con đang đeo này cũng vậy, con này có cái niềng các bạn, con này có mặt niềng không có mặt, có mặt không có niềng, con này có cái niềng xoàng. Mình giao lưu với giá 108 triệu con này đi. Đó, con này 110 triệu các bạn nha. Đó, automatic, con này mặt sòn nhỏ các bạn nha. Đó, hai con đều đời còn lỗ hết các bạn nha. Kính sapphire cũng xài máy 3135 luôn, giống dòng 6 số luôn. Thì hôm nay còn một cái rất là đặc biệt nữa muốn giới thiệu đến tất cả các bạn. Hôm nay mình có còn lại hai cái nhẫn Mỹ ha, nhẫn kim cương thiên nhiên đợt sau mình mới về. Bán muốn hết rồi. Một cái nhẫn vàng trắng gần 5 chỉ các bạn nha. Trường Y rất đẹp. Đó, đi 19. Mình giao lưu cái nhẫn này với giá là 16.800 các bạn nha. 16.800 cho các bạn nào. Đó. Đây. 16.800 các bạn ha. Li 19. Chi tiết rất là đẹp các bạn. Mình lên nhanh để giới thiệu các bạn này. Các bạn nhìn cái nhẫn này biết nhẫn gì không ạ? Nhẫn West Point các bạn nha. Đó. Vua nhẫn Mỹ, tức là những chiếc nhẫn này cực kỳ độc đáo luôn các bạn nha. Trong dòng nhẫn Mỹ thì dòng này đứng đầu. Đó. Đứng đầu. Cái lịch sử của nó cũng rất là dữ dằn các bạn nha. Các bạn nào chơi nhẫn Mỹ nghiên cứu chắc biết. Chiếc này chắc bạn nào chơi mới dám mua, vì nghiên cứu nhiều mới dám mua chứ còn giá thành nó cũng khiếp quá. Chiếc này nếu mà chỉnh trang nước ngoài hay những bạn bán bình thường ở đây mà ni to, cái này do ni nó hơi bé nha. Ni mà to thì thường chiếc này nó rơi vào tầm khoảng 5.000 tới 5.500 đô, khoảng chừng 120 tới 140 các bạn. Đó chứ không ít đâu. Đó là mình nói cái giá trị hiện tại nó trên thế giới trên cái những bạn trên nhận Mỹ ha. Còn chiếc này thì nói chung là mình mua cũng giá cũng mềm. 1943. Thứ hai nó mềm lý do ở chỗ nữa là size nó hơi nhỏ tí, có 18 năm thôi các bạn. Bạn nào tay nhỏ đeo chiếc này rất ok ha. 18 năm các bạn nha, 18 năm. Chiếc này là nhẫn Westbond các bạn nha. Dòng đình đám. Nó nặng lắm bạn, nặng 5 chỉ gì. Nói về giá vàng thì cái này nó không có giá trị gì nhiều.
vì vàng, cái giá trị về sưu tầm, về độ hiếm. À, chiếc này thì vàng đúc 14K các bạn ha, 14K 1943. À, do hãng HG làm các bạn ha. Đó. Chiếc này mình giao lưu với giá là 60 triệu các bạn nha, 60 triệu cho cái nhẫn Webpon này. À, các bạn nghiên cứu trước khi bình luận giá giúp mình nha. Nhiều bạn nói chơi chút xíu về 60 triệu tôi mua lượng vàng SGC tôi để dành. Cái này sưu tầm các bạn nha, thông cảm cho mình. Giá nó cao, người ta bán cao chứ không phải tại mình muốn nó cao các bạn ơi. Mình mua về mình cảm giác nó vẫn rẻ cho nên mình mua, chứ bỏ 60 triệu gần 60 triệu để mua này nên bán 60 triệu thì mình bán đồng hồ nó hay hơn ha. Nhưng mà nói chung đam mê mà, trải nghiệm các bạn. À, chiếc này 60 triệu các bạn nha, ni tay 18 năm. À, nhìn độ đẹp nó nè, sắc nét chưa, đẳng cấp chưa. Đó. Đây. Đây các bạn. Mình cho các bạn coi chi tiết từng chút xíu của nó một nha. Đó. Mình giao lưu với giá 60 triệu các bạn nha, 60 triệu cho chiếc này. Thì ở đây hôm nay mình về hôm nay ở đây đặc biệt nữa là mình có tới 3 cái Veto các bạn nha. 3 cái điện thoại Veto nguyên bản hết, một cái màu đen, một cái màu trắng. À, màu đen. À. Giới thiệu các bạn chiếc màu đen trước ha. Cái này chắc là hết pin rồi. Hay là khóa nguồn để mình mở nguồn lên các bạn ha. Chờ mình tí xíu đi. Cái màu hồng nè. Đây. Vàng hồng các bạn nha. À, chiếc này mình giao lưu giá rất là mềm mại. Sao? Thăng 1 2 3 4 thăng. Nó hạn chế ánh sáng chiếu vào các bạn, cho nên là ánh sáng tự nhiên nha, cho nên các bạn nhìn nó hơi chói nè. 2012 các bạn nha. Veto Signature. Con này là vàng hồng các bạn nha, nguyên khối nè. Đó, vàng hồng nguyên khối. Chiếc này mình giao lưu với giá là 180 triệu các bạn ha. 180 triệu. Chiếc này cũng là một chiếc signature, chiếc này là ceramic các bạn nha. Ceramic, phím kim cương nè, cái đúng kim cương nè, phím đá nè, rất là đẹp các bạn nha. Rất là đẹp. Thân sau ceramic này, ceramic luôn các bạn nha. Đó, phím sapphire. Đây, này đá. Chiếc này cũng 212 signature S luôn. Chiếc này mình giao lưu với giá là 75 triệu các bạn nha, 75 triệu. Còn một chiếc đen này nữa. Đây, một chiếc đen này nữa các bạn nha. Đây, khởi động lại máy. Đó, nãy giờ khóa máy các bạn nha, khởi động lại. Mình để lâu không biết nó hết pin hay gì quá. À, còn pin nhiều. Sao, thăng 1, 2, 3, 4. Đây các bạn nha. Đó, cũng 212 Signature S. Zin nguyên bản hết các bạn nha. Chiếc này tất cả đều còn sạc zin các bạn nha. Đó, chiếc này còn cái hộp. Chiếc này mình giao lưu với lại quý cô chú anh chị và các bạn với giá là 68 triệu nha, 68 triệu cho em Veto này. Chiếc này là 75 triệu các bạn nha. Gốm ceramic kèm theo là phím núm viên kim cương màu trắng. Chiếc màu hồng này giá 180 triệu nha các bạn nha. Ba chiếc Veto. Đó. Mình giao lưu ba chiếc như thế này. Các bạn nào có hứng thú thì gọi cho mình trên màn hình nha. À, điện thoại Veto thì mình bao quay đầu 15% vĩnh viễn các bạn nha. Đó. Rồi cảm ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ mình trong suốt thời gian vừa qua. Thì clip đến đây cũng hơi dài rồi, cũng 50 phút rồi. Thì chắc hẹn các bạn clip sau nha, mình giới thiệu tiếp, cũng còn đồ nè, còn nhiều quá nè mà không giới thiệu hết nổi. Rồi cảm ơn và hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn trong clip sau nha. Chúc tất cả một ngày mới an lành, vui khỏe và thành công. Bye bye và hẹn gặp lại. Chân thành cảm ơn.